Tiên đấy, về đây cùng thăm cái dân nhân viên này. Thế thì mấy hôm nữa, hôm nào thầy này cho bọn con về thăm các bác nhá. Thank you.
các bạn lần đầu tiên được ăn chay. Thầy đi tham quan hết chưa? Ngon miệng nha. Ngon không ông? Ông ăn ớt không? Cho mày ớt thôi.